Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép là người video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Camry kèm với giá bán ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì xe Toyota Camry ở bên em thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 4 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.5Q màu đen, nội thất cũng là màu đen. Thì đối với đa số các khách hàng thì đều yêu thích Camry màu đen. Lần lượt các phiên bản như sau thì đầu tiên là bản tiêu chuẩn, phiên bản 2.0 tiêu chuẩn thì có giá niêm yết phiên bản 2023 luôn anh chị ạ, là 1 tỷ 105 triệu. Và ở thời điểm này thì em đang giảm cho anh chị là 25 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện là trị giá 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì cái phiên bản tiêu chuẩn của em là sẽ lăn bánh rơi vào khoảng 1 tỷ 195, và anh chị trả góp thì chuẩn bị cho em khoảng 1 tỷ 346 triệu. Còn đối với xe 2022 thì anh chị xe đang ưu đãi rất là lớn. Đối với xe 2022 thì giá xe niêm yết đã rẻ hơn 35 triệu rồi, giá là 1 tỷ 070 triệu, và ở thời điểm này bên em đang giảm là 65 triệu tiền mặt và vẫn tặng cho anh chị gói phụ kiện 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì với phiên bản 2.0G phiên bản 2022 thì lăn bánh nó chỉ có là 1 tỷ 117 triệu thôi, và trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng 326 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0Q. Trước mắt chúng ta đây thì phiên bản 2.5Q và phiên bản 2.5Q và 2.0Q nó chỉ khác nhau duy nhất những cái chi tiết như sau. Thứ nhất là về máy, một phiên bản là máy 2.0 này, một con 2.5 này, về hộp số, về ngoài ra thì có thêm một hệ thống là camera 60 nữa. Ngoài ra thì ở cái phía đằng sau này sẽ với phiên bản 2.5Q thì có trang bị là cốp đôi, còn phiên bản 2.0Q thì chỉ được là cốp đơn thôi. Và về giá bán của phiên bản 2.0Q như sau, ở thời điểm 20 tháng 3 năm 2023 này, giá niêm yết cho xe 2023 là 1 tỷ 220 triệu và thời điểm tháng 3 năm 2023 này thì em đang giảm cho xe bản 2.5Q là 32 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chuẩn bị giúp em là khoảng 3 tỷ 3 là lăn bánh, còn trả góp thì khoảng tầm 380. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản được quan tâm nhiều nhất là phiên bản 2.5Q, bên em trưng bày ở showroom đây thì có giá niêm yết là 1 tỷ 405 và bên em đang giảm 25 triệu tiền mặt, tặng kèm với gói phụ kiện 15 triệu. Thì với ưu đãi bên trên thì giá xe còn là lăn bánh còn khoảng tầm hơn tỷ rưỡi, khoảng tầm 1 tỷ 525 triệu và trả góp thì khoảng tầm 440 là xong rồi. Các phiên bản cao cấp nhất, phiên bản xăng lai điện, phiên bản mới cập nhật của năm 2022-2023 này thì có giá niêm yết là 1 tỷ 495. Thì với cái giá này thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 1 tỷ 650 là lăn bánh, còn trả góp thì giúp em khoảng tầm 470 là lăn bánh chiếc xe bản xăng điện rồi. Hiện tại thì bọn em còn đa số là phiên bản 2023, giá mới và xe mới. Còn nếu anh chị nào có nhu cầu muốn lấy xe 2022 để tiết kiệm hơn chi phí, ví dụ lấy cho công ty hoặc là lấy để kinh doanh thì liên hệ với em sẽ báo giá anh chị cái phương án nào tối ưu nhất với cái nhu cầu. Thì vừa rồi thì trong khi quay một vòng ngoại thất thì em đã giới thiệu cho anh chị cái giá bán chung của cái dòng xe Camry này. Thì bây giờ em sẽ điểm qua một số cái điểm nổi bật ở trên dòng xe như em mới giới thiệu qua là phiên bản 2.0Q và 2.5Q. Về ngoại hình thì nó giống hệt nhau, giống nhau về từ cụm ca lăng, mà ca lăng này nó chỉ khác nhau duy nhất đúng một điểm là phiên bản 2.5Q là mình sẽ có thêm một cái mắt cam trước trong hệ thống camera 60. Còn ngoại thất sẽ trông rất là giống luôn, đèn đóm giống nhau này, mặt rồi cái la răng giống nhau, mạ chrome giống nhau, đuôi xe giống nhau. Đuôi xe thì khác nhau duy nhất hai điểm như sau: thứ nhất là bô đôi và bô đơn và cái chữ 2.5Q, còn lại ngoại thất là giống hệt nhau, cam 360 rồi còn cửa sổ chơi thì là giống nhau, rèm các thứ là giống nhau hết. Còn cái phiên bản xăng lai điện thì là phiên bản khá đặc biệt, chỉ có tiêu thụ 4,4 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Còn cái phiên bản này thì có một cái cập nhật nữa từ 2023, phiên bản mới ra mắt này thì sẽ dòng xe Toyota Camry ấy, nó chỉ tiêu thụ nhiên liệu rất là ít như phiên bản 2.5Q này, máy 2.5 số tự động.
mà nó chỉ tiêu thụ có 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, và phiên bản 2.0 Q thì có hơn 6 lít thôi. Động cơ được tăng mã lực này, hộp số được thay đổi nhiều phiên bản mới, mà máy đi bốc hơn, đi khỏe hơn, nhưng mà xăng lại tiết kiệm hơn. Và một số trang bị rất là đáng tiền như em thấy ở phiên bản này có là cái bộ màn hình JBL kèm với 9 loa JBL, cho ra cái chất lượng âm thanh ở xe này rất là tốt. Và một vấn đề nữa, rất nhiều anh chị quan tâm là cái dòng xe này có hàng ghế thứ hai ngồi thực sự rất là thoải mái. Có bảng điều khiển cho người ngồi hàng ghế thứ hai này, như anh chị thấy có ngả lưng ghế điện cho hàng ghế thứ hai, có chỉnh được điều hòa khi mình đang để máy này, qua bài rồi lên xuống rèm, tất cả là điều chỉnh ở đây hết. Và đặc biệt là cái xe này rất chi là tối ưu cho người ngồi hàng ghế thứ hai, nên nếu mà anh chị mua nghiên cứu một chiếc xe để tiếp khách, để mình hoặc là mình đi gia đình, hướng đến gia đình nhiều hơn, thì chiếc xe này rất là ok. Bởi vì là cái chiều sau của cái dòng xe Camry này để tối ưu cho việc êm ái, cho tối ưu cho hàng ghế ngồi thứ hai, nên rất là êm ái, rất là cách âm rất là tốt cho hàng ghế thứ hai. Ngoài ra thì có duy nhất trong phân khúc là có cái bảng điều khiển đồng hồ như thế này. Và cũng có cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, thì cái này cũng cơ bản thôi. Dưới đó là cái cụm sạc USB. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của các dòng xe Toyota Camry phiên bản 2023, cũng như là một số dòng xe tồn em còn, ví dụ như bản 2.0G và giá lăn bánh, giá trả góp. Thì anh chị nào quan tâm đến các vấn đề về xe khác hoặc là sâu hơn thì anh chị liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.